turned to look at his sister, who was about to find her head lying up in front of Hannah while whispering. Now, walk, Henry nó cũng hướng dẫn nè. Walk as slowly as you can out of the way. Nè, còn nó phải đi chậm. Đó. Thì the cattle began shuffling their way toward the corral. Okay, shuffling kiểu shuffle cái nghĩa là sóc. Shuffle nè, shuffling đó, shuffle kiểu sóc bà, kiểu cha bà là sóc đó, sóc shuffle là sóc, cha bà sóc, okay. Sóc lên vậy. They way toward the corral nè, nó đi về cái hướng cái chỗ chỗ trăng. Shut the gate vào chuồng nó nè. Okay, okay, có cái này nè. Way to go, you rile up the herd single-handedly. Single-handedly. Cái từ này hay nè. Single-handedly. Thấy chưa? Single, một mình. Ừ, đúng rồi, kiểu một mình làm hết luôn á. Single hand, một tay, dịch sát nghĩa là một tay. Một tay làm hết. Đó. Đó. Ghi chú cái đó vô nhiều. Đấy, hiểu đó thôi. Nó chỉ có những từ mới nhưng mà thật ra nội dung mình cũng không có gọi khó hiểu. Ok. Ok, như đó thôi. Trời, thấy mấy ngày chưa gửi từ mới đúng không? Vâng. Tối nay nhỉ. Và bữa thì đó mình kiểm tra thấy từ mới mình chưa đủ, thầy hơi lo. Ủa bữa đó cái bài kiểm tra nó phát điểm đây chưa con? Dạ rồi ạ. Phần về cái phần ngữ pháp thì con được khoảng 39/60. 39/60. Tổng điểm của con là 7.3 thì cô làm tròn xuống 7. Ủa con có cái bài đưa đá không? Hay nộp gì không? Nó có ghi sai chỗ nào không? Không. Hứ là mình giống như mình điền vô ô hả? Có cái đề nhưng mà con có đề không? Không có đề luôn. Không có. Để có khi tí nữa con hỏi bạn xong rồi gửi đề cho. Rồi, con gửi đáp án của con nha. Thầy muốn phân tích thử con xem con sai chỗ nào á. Thầy có gì chỉnh cho được. Con làm mất nhưng mà... Vậy thôi làm lại. Làm lại. Anh mà đúng không? Con biết. Nếu thì nếu cái nào khó thì lưu ý lại giống như coi như mình kiểm tra lại xem mình nhớ không. Ok, được ạ. Nhưng mà mấy cái phần mà mình ôm con thấy ok hơn đúng không? Ừ, từ đấy vào nó có cả cái phần article thì sau the là cộng với cả danh từ. Đúng rồi, cộng danh từ đúng rồi, trước giờ gì mà. Vâng, đấy xong rồi có trong đề kiểm tra có mấy câu vào phần article đấy thì cũng làm được. Làm được. Nói chung là liên quan đến phần mình cải thiện hơn được chút là ok. Hiện tại về overall thì vẫn chưa được lên với mức 8 nhưng mà cũng 7.3 rồi. Cũng coi như tiến bộ được chút chút từ từ. Ok. Ủa vậy còn mấy khác là sao? Grammar rồi còn mấy khác là cái gì? Cái phần viết lại câu đúng không? Listen, grammar là tất cả cái phần viết đấy hết đấy. À viết lại câu dính khó đúng rồi. Vậy rồi còn cái gì phần gì nữa? Có 3 phần là listening, speaking với cả writing. Writing, speaking thôi bỏ qua này. Listening thì con được bao nhiêu? Con được 14/20. 14/20 thì là listening ổn hơn. Không hơn grammar chút đỉnh hơn. Rồi writing. Writing thì là được 39/60. Có. Chứ cái kia là 39/60 rồi mà đúng không? Grammar. Đấy nó là hết luôn cả cái phần đấy.
Hồi đấy thầy mới chia lại nếu listening là 14 cho 20 là cũng cỡ 70%, writing cũng cỡ đó. Nói chung là tất ổn, mà cái này là đề một tiết cả trường đúng không? Dạ vâng. Khó gì không? Tức là nó có 10 điểm thì nó sẽ chia ra là speaking là chiếm 2 điểm, listening 2 điểm. Cả cái phần làm bài trên giấy là 6 điểm. Vậy tính ra đề của trường con là khó chung luôn, chứ cũng đâu phải là mình lớp con là khó đâu đúng Vâng. Có không? cái phần phần nghe với cả phần nói thì lớp con sẽ khó hơn. À, cái vụ đó luôn hả? Cái chia phần sẽ khó hơn hả? Tại vì là nghe về nói là cô tự ra đề, còn À đúng rồi, công nhận. Còn nó, ô còn thằng speaking là con nhiêu? speaking con 18 20. Coi như là đúng rồi, speaking phát âm thường thường là giáo viên cũng chỉ kiểm tra phát âm là chính nè đúng không, phát Con bị âm trừ mất hai còn đổi đề, con đổi báo là đề không trúng. à. Ủa rồi thêm một cái nữa là nó hỏi mấy câu khó không, có khó giống như cái bữa không? Không không khó lắm ạ, cô cho bài cũng dễ. Ok, nói chung là cái bài bữa, cái câu hỏi bữa là kiểu mức độ trung bình trở lên đó. Sau này đi kiểm tra mấy cái mà chứng chỉ gì nó sẽ hỏi sẽ cỡ đó trở lên không à. Nên cố gắng cho con phần từ vựng ổn, rồi grammar thì mình sử dụng một số cái cần thiết thôi cũng được, không có cần phải biết nhiều. Ok, nhưng quan trọng là từ vựng, từ vựng xong rồi đến cấu trúc, lúc đó làm ok cấu trúc của bài nói. Ok, bữa rồi nó có nói ok một nửa khúc đầu rồi, khúc sau thì nó bị lạc đề thôi. Ok, so bây giờ mình sẽ tập trung vào phần reading và writing. Writing thì thầy không biết sao. Viết thư thì nó hơi củ chuối chút. Ta nói tin. Vocabulary. Không biết có đủ khó không? Nhìn vô thử. Xem có còn cái từ nào khó không hả? Hell. Hell. Mình Ok. Wrong screen. Okay. This one. Coi xong chưa con? Thấy không? Thấy nào khó Có hai từ từ nào? repair với cả break. Repair, break. Gì vô rồi thế vậy? Break, broke. Wait, what? Breaking, breaking, cẩn thận nhầm nha, từ break nó hơi giống cái từ với đập á nha, là EAK, break, này là cái phần là danh từ break. Notice it is. Ok, bây giờ nhiệm vụ mình là giải thích mấy cái biển nè. Giống như câu A á, ví dụ như câu A nè.
nó không, số không là we can answer your question thì nó sẽ liên quan đến cái bảng information thông tin. Bây giờ câu thứ nhất, you can draw this way, thì con nghĩ sẽ vô cái bảng nào? C. Từ you can draw this way nghĩa là không được lái đúng không? Okay. Lái đường không được, đi đường này không được, lái đường này. Mà câu C là gì? More your head nghĩa là gì? Để ý cái đầu. Cái đầu thì liên quan gì? Không được đi, không được lái đường này đúng không? Không được đi trên đường này. Nó phải liên quan gì đến đường nó không được đi đúng không? Vậy còn một pha từ F. Đúng rồi, police notice road closed. Mạng con hay mạng thầy lát thì thầy không biết luôn á. Để con xem. Mạng nhà con ổn mà. Rồi. Thì thường thấy dài bình thường, sao thầy lát người ta. À, zoom, có khi là zoom. Formation, okay. Number two, children do not have to pay. Pay là gì nhỉ? Pay nghĩa là trả, mà ghi thêm vô. Trả tiền á. A à? Okay. Yes. Number three. Can shop here 6 days a week. Go G. G. Yes, except Monday. Yes. Number four. Be careful when you stand up. Say. T. Yes. We work quickly. H. We work quickly. Waiting room thì là mình chỉ vô đã chờ thôi mà đúng không? Liên quan gì đến quickly? Nghĩ lại, nãy giờ mình làm gì rồi? Còn cái nào? Còn cái B và cái D, H đúng không? B, D, H. Cái D là không được rồi nè. Nó liên quan đến hiệu suất. Work quickly nghĩa là làm nhanh. Là liên quan đến hiệu suất đúng không? Thì còn câu B và câu H. Câu B dịch ra là sao? Repair. Hồi nãy mình mới học repair đúng không? Repair cái này là ED nè. Dạng... bị động ấy. Repair là sửa. Nãy mình mới học sửa. Đôi giày đang được sửa trong khi bạn đợi. Đúng rồi. Nó với câu H như thế nào? Sửa giày là cái phòng. Phòng đợi thôi đúng không? Ừ. Chẳng có B đúng không? Chỗ là cái bài này để cho con phân tích cái câu hỏi này. Trong cái câu đó mình cần cái gì, những cái dữ kiện gì? Nè, you can draw, mình cần can draw. Nhi nè, for example, câu số 0 con nghĩ là chọn câu nào? B. Woke up, yep. I think C. C, happy, yes. Number 7. C2. Invited. Yes, number 8. Uh,
Nothing is B. Chocolate cake. Oh my god, okay, never mind. Number 10. Where they have to go? B. B, yes. Thanks somebody for something. Good, okay. Nè, nó cũng có hay hỏi mấy cái này đúng không? Nó cũng hay kiểu hỏi mấy cái kiểu conversation này đúng không? Vâng. Cũng hay làm mấy cái vụ này đúng không? I think it's C. A drink, coffee, please. B. A chip. 14. Pretty easy, you know. A. Hmm. A. A or C. Okay, C. Okay, dịch câu A. Tôi xin lỗi. Xin lỗi. Okay. Thì thường thường là kiểu lịch sự thì người ta sẽ nói như thế nào? I'm afraid so. Con dịch là gì? Con quên mất afraid là gì? Afraid so. Nó sẽ đi afraid là sợ. Nhưng mà nếu đi afraid so nó sẽ có nghĩa khác. Dịch ra tiếng Việt là tôi e là vậy. Đúng không? Tôi e là vậy. Vậy ai sẽ? C. Đây, đúng rồi. That's alright. Only a little. Yeah. Okay, tell her. That's very much. Sao? Cái nào? Yes. Yes. Come on. Nào bà hình. Mời. Tên này xem làm sao luôn đúng không? Say to a car mechanic. Okay. Câu D engine là gì? Engine. The engine là động cơ. Động cơ. The engine. Number 16, I think it's D. D. Từ nha, con đọc ở trên chưa? Đọc từ đoạn cuối. Ở trên là good morning madam, what's the problem? Cái B là cái gì? Tôi không chắc nữa, cái phanh nó không làm việc tốt vào ngày hôm nay. Xong rồi ông mechanic hỏi thêm, what do you mean? Ý bạn mà... là sao? Nói rõ thêm á, kiểu hiểu rõ ý bạn là sao, nó rõ hơn được không? Mà câu D là cái gì? Câu D là cái động cơ nó rất là khó để hoạt động trong ngày hôm nay. Trong sáng nay thì nó có liên quan gì đến cái phanh không? À. Đúng không? Mình phải chọn cái nào liên quan đến phanh chứ đúng không? Mình chọn câu nào? G. Đúng rồi. When I break the car, go to the left.
I think it's ấy. Nếu là câu A là woman đúng không? Mà trả I prefer the afternoon. Mechanic trả lời là gì? I'm sorry, we're completely full on Saturday. Đúng không? Cẩn thận nha. F. F, đúng rồi. I'm afraid I need it today. Đúng rồi. Cẩn thận nha. Coi câu trả lời ông mechanic ra thế nào nữa. Next thing is H. Yes. Bây giờ là dễ hơn rồi nè. Okay. 19. I. Yes, S. Yes. C. C, yes. Ok, bây giờ đọc hết cho thầy. Về thầy sẽ là mechanic, ok? You are the woman. Good morning, madam. What is the I'm not sure the brakes aren't working very well. What do you mean? When I brake, the car goes to the left. I see. We can probably repair that easily. Can you leave the call now? I'm afraid I need it today. How about the weekend? I'm sorry, we are completely full on Saturday. Oh, could you do it on Monday? Yes, all right. Could you come in the morning? I'd prefer the afternoon. Okay. Oh, one other thing, how much will it cost? I'm not sure, but probably about £30. That's fine. I will see you on Monday. Very good. Okay, có hai từ nè. Có từ I'm afraid. Không phải ta. Yeah, câu F. I'm afraid. Và có một từ nữa là cost. Okay. Cost. Afraid and cost, thôi. Giờ phải đọc trước. Okay. Julia. Đâu đâu đâu. Cái one day a baby was so ill that Bệnh, bị bệnh. It's so ill, bị đọc hết luôn một thể à? ừ, đọc hết luôn thế. Đáng đọc từ hai lần cũng được. Mấy này cũng ngắn rồi.
bác sĩ là khu bác sĩ. Cảnh. Ok, chuẩn bị nha. Sí. I think B next. B two, yes. I think C. C, yes. C two. Two. Oh. Cẩn thận nha. Which book is by somebody? Is by somebody. Câu 21 á, is by somebody là tác giả. Journey. Còn thầy nghĩ có học rồi chứ đúng không? Journey. Nghe quen không? A difficult journey. Hành trình. I think C. Okay. Tí nữa thầy giải thích. Okay. Next, I think is B. Man and son. Yes. Yeah. Nè. And the last, I think is A. Why? What? Which book is by a student? Đâu để xem. Mình sẽ bút ra này sẽ dễ hơn. Đây. This is David. Okay, so câu nào không bị vấn đề đâu. Câu số 21 nè. Đúng không? B. Okay, đọc câu B đi. Vì sao mà con nghĩ vì sao nó là which book is by somebody who have written a lot of books? Câu tác giả viết rất là nhiều sách rồi, con nghĩ cái câu này trong này nó nói ra điều đó. I think is this exciting story. Come on, this exciting story is Jonas John 20. Nó về số 20 nè, cuốn sách số 20 lần này. Rồi câu này, câu B đúng rồi nè. Which book by somebody would like to work in? Okay. Would like to work nè. Okay. Work. Which book is by somebody who work in a school? Nè. Who work in a school? Is by somebody who work in a school. Đúng không? Làm việc ở trong một cái trường học. Nè. A. A đúng không? Cẩn
cái dạng này có gặp chưa? Chưa. Thì sau này sẽ chắc lên cấp 3 mới bị sẽ có mấy cái dạng đúng không, gì thì nó sẽ đưa cho mình đề rồi mình đưa nó mình sẽ đọc ba cái dữ liệu thông tin rồi bắt mình điền vô. Cái nào sao nữa ta? Difficult journey, hồi nãy con chọn C hay B? Câu 25 Con chọn là C. nè. Này nó là câu A này nhớ. Câu này nha, đây. Now one day she had to get to the nearest big city. They have a lot of problem getting there and nếu mà câu C á, thì là a difficult journey là hành trình khó khăn. Thì câu C nó có liên quan gì đâu đúng không? Câu C nó hỏi là cái sự lựa chọn đúng không? What will Tina do? Làm gì? Lựa chọn như thế nào? Cái còn lại đúng hết rồi. Information about snozer dogs. Cái từ này đọc sao con? Nào. Tiếng Đức là read information about snozer dog đúng không? Snozer. Thật rồi, thiệt luôn hả? Làm slide hơi khó. Ok, có gì mà làm rồi mình cứ quay lại thôi. There are three size dog. Three size of snozzle dog, ok. Two smaller size first. Từ nha. Có câu over 50 years ago. Came. Đúng rồi, came. Cẩn thận nha. Thường thường first á, hay đi, có từ first đầu câu á, là hay đi với lại quá khứ. Lần đầu tiên tới. Nó sẽ cứ đi, nó hay cứ lặp đi lặp lại vậy. First came to. Okay. Rồi đọc tiếp nè. But a giant snozzer. Con đoán thử. But the giant snozzer has not here very long. Con nghĩ sẽ bỏ từ gì? Leap. No. Has not here very long. Thì nó thiếu cái gì? Đoán, mình phải đoán trong đó mình cần gì chứ để. Động từ. Động từ, nhưng mà động từ gì? Con nghĩ là live. Gần đúng, đúng rồi. 29, gì là 29 là chọn cái gì? Cũng là động từ nè, động từ to be. Has not thì sẽ đi với gì? Nó dễ dễ mà. Has not chỉ cái cấu trúc nè. Thì hiện tại hoàn thành đúng không? See. Thì has not been my very long the name John. Good. It's a big one. All the dogs long hair which should be cut quite often. Ở đó cần gì? Con nghĩ từ đó sẽ dùng từ gì? Động từ. Nó có nghĩ gì? Half long hair. Khả năng cao là half, đúng không? Đó. Chọn cái nào? Half. B, C.
B. B, ok. Smallest Is other are maybe đúng rồi nè, nè rồi 32, 32 là the giant is usually black. Ok, đoán đi sẽ dùng từ gì. Con này nó màu, thường thường nó sẽ phần lớn nó là màu xám, mà cái gì đó mà có cái con bự này nó là màu đen, dùng từ gì? nhưng mà những cơ Đúng này rồi, nhưng mà but đoán thử have sau have thì mình thường thấy với gì? Sau have thì có nghĩa sẽ cái gì đó mà dưới là with, cần từ gì? them. Have them with the ship. Ok, để qua đây. Have them, ok. Used to lễ gì? Nghĩ used to lễ gì? Thói quen thường xuyên trong quá khứ. Đúng rồi. Mà chúng còn được sử dụng. Use là sử dụng nè. Sao mà này từ nha. Không có for mà use for thì cũng được. Use for dùng cho việc gì đó đúng không? Thì phải dùng từ gì? Bài By, đúng rồi. Bởi, ok. He has no Mix. make a Admit very good, đúng rồi. Nè, có mấy từ mới bên cạnh nè. Germany ship intelligent friendly. Ok. Ông toàn hố chạy đi đây chị khó quá rồi. Ooh, cái này khó nha. Okay. Passport. You need this to travel to some foreign country. Passport. What? You need to buy this before you get on a plane. Take it. Sân bay tiếng Việt là gì? À, sân bay tiếng Anh là gì? E gì? Còn Place. Hả? Airplane. Này nghe hơi cụ chuối đúng không? Rồi không biết thôi là gì. Airport. Giống với cảng á, cảng để cho sân bay và port là cảng à hả? Airport.
You put your clothes in this when you travel. Bỏ đồ vô cái gì đó? Cái vali. Vali là gì? Biết hả? Biết không? Không. Okay. Case. No, Swiss case. Đây là vali nè. This person lives in different places là gì chứ? Which is... This person like visiting different places. Còn đó nữa gì không? Người mà đi thăm những cái địa điểm khác nhau là tourist. Tourist, đúng rồi. Chuẩn. Tourist. I will refuse. À cái này đó. Còn sau là viết note, viết thư. Sau trường thì ở trường có kiểm tra viết thư không? Kiểu gì không? Hay là kiểm tra gì? Trường con không kiểm tra viết thư hay là viết đoạn văn. Trường chỉ kiểm tra viết lại câu thôi ạ. Writing note thì đó, thì thấy nó còn hơi không cần thiết. Specific note. Thường thường thấy không, nó cũng giống như học cấp 2, giống như học lớp 6, 7 này. Làm sao B2C you nè. Thấy cũng khá là không cần thiết. Đấy. Nãy giờ con ghi được bao nhiêu từ rồi? Thì thấy cũng nhiều quá. Mười ba từ. Wow, hôm nay học nhiều chưa ta? Ok, hôm nay học 13 từ đó chứ nha. Ok. Học bù luôn, coi như học bù 4 ngày. Mấy bữa nay chưa học. Thầy không kiểm tra 10 từ mới hôm trước à? Thầy còn người còn kịp để, thì giờ thầy định kiểm tra luôn nè. Thầy cũng ít. Có mỗi 10 từ thôi. Có mỗi 10 từ thôi mà. Từ cổ đà là gì? Ancient. 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 Ok, ancient. Hiện đại. Cổ xưa, cổ đà. Ok. Modern. Very good. Ấn tượng. Impress. Ấn tượng của từ đó là gì? I remember. Cái từ ấn tượng nó là gì? Loại từ đó là từ gì? Impress là loại từ gì? Ấn tượng. Are you sure? Impress gây ấn tượng. Gây ấn tượng. Không nghĩ đó. No, đúng rồi, cái đó phải là sao là nào? Ừ, nếu dịch thì cũng có. Thường thường đọc danh từ nó phải là impression, sự ấn tượng nhé, đúng không? Ấn tượng, cái điều ấn tượng gì đó. Impress đó là động từ. Ok, động từ nào nữa ta? Ok, nước ngoài là từ gì? Foreign, not for. Cái đó là người nước ngoài, còn nước ngoài. Foreign. Ừ. Foreigner là, foreigner là người nước ngoài đúng không? Còn abroad là từ gì? Abroad là sinh sống hay là đi du học nước ngoài. Ừ thì đó là nước ngoài đó. Ừ, abroad, study abroad. Mấy cái từ worship your brain thì người chắc là ok nè. Không khí. Gì ta? Bầu không khí. Atmosphere. Atmosphere. Ít nhất.
ít nhất at least. At least, okay. Okay rồi. Nhớ nhàng để bữa sau thì nhớ, do bữa giờ bận quá, đồ thì buồn đó. 13 từ nha. Con học 13 từ, okay. Okay, see you next week. Hả? Mới. Sao? Có cần gửi mấy cái từ mới hôm nay phải không? Chắc không. Thôi gửi luôn đi. Thôi gửi để cho nhớ rồi có gì thầy vào bài nữa nha. Ừ. Gửi nha. Thế lại thêm cái phần bài tập, cái phần bữa trước làm lại, gửi thầy luôn. Cái đề á, nhớ không? Vâng. À, okay. 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 See you next week, okay? I will have a different view next week. So, yeah. See you next week. I hope to see that. I hope so. I hope I have a chair, a table next time. Yike. Okay, see ya. See you.